Hello, welcome back. Mình đang chơi level 56. Đấy, khách đang đợi sẵn rồi kìa. Cái bánh này kẹp theo thứ tự luôn này. Ô, nhìn đã thấy ngon rồi ấy. Wow. Ớt là ở giữa. À, ớt hai bên giữa không có cái gì à? Rồi, mình sẽ tiếp tục level 57 nha. Ồ, lại có cả mấy cái đống bốc mùi này kia nhỉ. Ôi, cả xương cá này. Trời ơi, xương cá này làm sao mà ăn được. Cho một quả ớt đi. Oh my god, sushi luôn này. Ôi, cái món sandwich này kẹp đủ thứ luôn. Oh, cho thêm quả ớt nữa. Oh, mình lấy ớt hơi quá tay. Oh, bây giờ sẽ là level 58. Ôi, đùi gà nguyên chiếc luôn này. Xếp mà đấy hết cả bánh mì luôn. Wow. Trời ơi, sao đây lắm đá thế này. Oh my god. Oh, may quá. Good job. Oh, phải lấy thêm mới được.